Quân đội Ấn Độ báo cáo binh sĩ bị thương khi đụng độ với lính Trung Quốc. Về tình hình xung đột Đông Âu, Nga và Ukraine đều tuyên bố thắng thế ở Donetsk, khiến quân địch tổn thất lớn. Cây cầu chiến lược ở Melitopol bị tấn công, các bên nói gì? Quan chức Liên Hợp Quốc dự kiến tới Kherson giữa lúc thành phố bị tấn công dữ dội. Quan chức Mỹ nói Nga hết đạn, phải tận dụng loại đạn từ 40 năm trước. Tin tức khác, siêu thị thứ hai ở Moscow xảy ra hỏa hoạn trong vòng 4 ngày. Người biểu tình xông vào sân bay quốc tế ở Peru. Mưa đá khiến nhiều người thương vong ở Bolivia. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tin Nóng. Thưa quý vị, theo Reuters, quân đội Ấn Độ hôm 12 tháng 12 cho biết một số binh sĩ của nước này và Trung Quốc bị thương nhẹ trong vụ đụng độ vào 3 hôm trước ở khu vực Tawang thuộc bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ. Đây là sự cố đầu tiên sau vụ ẩu đả chết người giữa binh sĩ hai nước hàng xóm vào tháng 6 năm 2020. Arunachal Pradesh nằm ở phía đông Ấn Độ, có chung biên giới với Trung Quốc. Reuters trích thông báo của quân đội Ấn Độ nói rằng, sau vụ đụng độ ngày 9 tháng 12, binh sĩ hai bên ngay lập tức rút khỏi khu vực. Một chỉ huy Ấn Độ cũng tiến hành thảo luận với quan chức quân sự Trung Quốc để tháo gỡ vấn đề. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters, trong khi người phát ngôn Bộ Quốc phòng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về các binh sĩ bị thương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán nước này ở New Delhi cũng chưa bình luận. Đường biên giới không phân định rõ ràng giữa Ấn Độ và Trung Quốc, dài khoảng 3.800 km. Tình hình khu vực biên giới tương đối bình lặng từ năm 1962. Tuy nhiên, căng thẳng đã âm ỉ sau vụ đụng độ dữ dội vào 2 năm trước, kéo theo quan hệ giữa New Delhi và Bắc Kinh trở nên xa cách. Cụ thể, vào tháng 6 năm 2020, binh sĩ hai bên chạm trán ở thung lũng Gawan thuộc Lada, tiếp giáp với cao nguyên Tây Tạng do Trung Quốc trấn giữ. Giới chức hai nước sau đó báo cáo vụ việc khiến 20 binh sĩ Ấn Độ tử vong. Phía Trung Quốc cũng ghi nhận binh sĩ thiệt mạng nhưng không công bố chi tiết. Vào tháng 9 năm nay, hai bên nhất trí rút quân khỏi các điểm nóng tranh chấp dọc biên giới trên dãy Himalaya. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình ở khu vực biên giới Ấn Trung khi có diễn biên mới. Tiếp tục chương trình, thưa quý vị, liên quan đến xung đột ở Đông Âu, quân đội Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi binh sĩ Nga tấn công vào 4 khu vực thuộc tỉnh Donetsk và 8 khu vực khác thuộc tỉnh Luhansk. Tuy nhiên, phe ly khai thân Nga lại báo cáo tình hình trái ngược. Hiện giờ, giao tranh ở Ukraine đang bùng nổ dữ dội nhất tại vùng Donbass miền đông. Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi 12 đòn tấn công của quân Nga ở Donetsk và Luhansk trong ngày 12 tháng 12, theo Reuters. Quân đội Ukraine nói thêm, pháo binh Nga đã khai hỏa, tàn phá gần 20 phòng tuyến xung quanh thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk. Nỗ lực này của Nga cho thấy họ đang muốn kiểm soát Bakhmut bằng mọi giá. Tuy nhiên, Kyiv khẳng định đang chống cự quyết liệt. Ngoài ra, dịch vụ khẩn cấp Ukraine báo cáo, trong lúc gỡ mình ở thành phố Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk ngày 12 tháng 12, 3 chuyên gia chất nổ đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng. Về phía Nga, hãng TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 12 tháng 12 cho biết, quân đội của Moscow đã oanh kích hơn 230 căn cứ của quân đội Ukraine trong vòng 24 giờ. Nhiệm vụ khiến 83 đơn vị pháo binh của Ukraine bị tiêu diệt. Ngoài ra, binh sĩ và khí tài hạng nặng ở 156 khu vực của địch cũng bị tàn phá, ông Konashenkov khẳng định. Phát ngôn viên nói thêm, lực lượng Nga cũng khiến đối phương chịu tổn thất nặng nề ở hai thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv và Liman, tỉnh Donetsk. 70 binh sĩ Ukraine bị tiêu diệt sau đòn công kích vào hai khu vực này. Ông Konashenkov cho biết, quân đội Nga tiếp tục tiến lên mạnh mẽ ở Donetsk và đập tan mọi nỗ lực phản công của Ukraine. Hiện các báo cáo của Nga và Ukraine về tình hình giao tranh chưa thể kiểm chứng. Lãnh đạo của Chechnya, ông Ramzan Kadyrov, mới đây cho biết lực lượng Nga đang mở rộng phạm vi kiểm soát ở Ukraine và có bước tiến đáng kể trong nhiệm vụ phi phát xít hóa nước hàng xóm, hãng tin TASS đưa tin.
TASS dẫn lời ông Kadyrov viết trên kênh Telegram, các dự báo cho thấy tình hình khả quan với quân đội Nga. Binh sĩ của chúng ta đang vững vàng đẩy lùi địch, khiến Ukraine phải rút về cố thủ ở hàng loạt phòng tuyến. Binh sĩ của chúng ta đang từng bước hoàn thành các nhiệm vụ chính yếu, đó là phi phát xít hóa Ukraine. Chúng ta không thể mong đợi gì hơn từ những người lính quả cảm của Nga. Ông Kadyrov nói thêm, phía Nga không ngừng tái tổ chức lực lượng, điều chuyển binh sĩ tới các vị trí chiếm ưu thế. Quân đội của chúng ta đang có lợi thế lớn, nguồn cung cấp hậu cần đã được điều chỉnh ổn định. Phía Ukraine nhận thất bại ở nhiều nơi và hứng chịu tổn thất nặng nề, ông Kadyrov nói thêm. Lãnh đạo Chechnya không nói rõ quân Nga đang chiếm ưu thế ở khu vực nào. Tuy nhiên, theo truyền thông Nga và Ukraine, giao tranh đang diễn ra dữ dội nhất ở vùng Donbass. Phía Ukraine chưa bình luận về những tuyên bố của ông Kadyrov. Lực lượng của Kyiv tuyên bố không bỏ cuộc ở các pháo đài miền đông. Trong khi tình báo Bộ Quốc phòng Anh ngày 12 tháng 12 nhận định, Nga nỗ lực rất lớn nhưng không đạt được kết quả như kỳ vọng ở thành phố Bakhmut. Đài RT dẫn lời quan chức thân Nga cho biết, cầu cao tốc gần thành phố Melitopol thuộc tỉnh Zaporizhia đã hứng chịu vụ nổ lớn trong cuối ngày 12 tháng 12. Giới chức thân Moscow tố cáo lực lượng của Kyiv đã tấn công phá hoại. Hiện phía Ukraine cũng đã đưa ra bình luận. Theo chính quyền do Nga bổ nhiệm, vụ nổ xảy ra vào khoảng 10 giờ tối ngày 12 tháng 12 theo giờ địa phương, khiến nhiều trụ cầu bị tàn phá. Giao thông đi qua cầu tạm thời bị gián đoạn. Ông Vladimir Rogov, quan chức cấp cao do Nga bổ nhiệm ở Zaporizhia, đã cáo buộc phân tử cực đoan của Ukraine phá hủy cây cầu. Đây là một công trình then chốt ở khu vực nối thành phố Melitopol với thành phố cảng Bryansk ven biển Azov của Ukraine. Đài RT cho hay, Moscow vào cuối tháng 9 đã sáp nhập Zaporizhia cùng 3 tỉnh khác vào Liên bang Nga. Vì vậy, Nga xem các vụ tấn công vừa qua là hành động cực đoan xảy ra trên khu vực lãnh thổ của Moscow. Kyiv và đồng minh phương Tây cáo buộc việc sáp nhập của Nga là phi pháp. Đối với vụ tấn công vừa qua, tờ Newsweek đưa tin, thị trưởng thành phố Melitopol, ông Ivan Fedorov đã có thông báo trên Telegram. Quan chức Ukraine cho biết, cây cầu nối thành phố Melitopol với làng Kostian Tinivka đã bị tấn công. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng về mặt chiến lược, có lẽ chỉ đứng sau cầu Crimea. Chính nhờ cây cầu này mà quân Nga có thể vận chuyển thiết bị quân sự từ hướng đông. Trong khi đó, tại thành phố miền Nam Kherson, quan chức Ukraine tố cáo quân Nga đã pháo kích ồ ạt trong ngày 12 tháng 12, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Ngoài ra, một điều phối viên về cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ sớm tới Kherson để thị sát tình hình, Reuters cho biết. Các quan chức Ukraine cho biết, lực lượng Nga từ ngày 11 tháng 11 đến nay đã liên tục pháo kích vào thành phố Kherson từ các vị trí bên kia sông Dnipro. Tỉnh trưởng tỉnh Kherson, ông Yaroslav Yanusevich khẳng định, vụ pháo kích ngày 12 tháng 12 khiến ít nhất 2 người thương vong, nhân viên cứu hộ đang làm việc ở hiện trường. Mặt khác, theo Reuters, người phụ trách công tác viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ông Martin Griffiths, từ ngày 12 tháng 12 có chuyến công tác 4 ngày tới Ukraine. Ông Griffiths dự kiến đến thành phố Mykolaiv cũng như thành phố tiền phương Kherson, đều thuộc miền nam Ukraine. Thông báo của Liên Hợp Quốc cho biết, ông Griffiths sẽ quan sát về nỗ lực cứu trợ nhân đạo cũng như đánh giá các thách thức mới mà người Ukraine phải đối mặt khi nhiều cơ sở hạ tầng đã bị tàn phá giữa điều kiện mùa đông khắc nghiệt. Liên Hợp Quốc ước tính gần 18 triệu người Ukraine, tương đương khoảng 40% dân số, đang cần được hỗ trợ nhân đạo. Báo cáo của Liên Hợp Quốc viết rằng, nhiều đợt oanh kích của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã khiến hàng triệu người không thể sưởi ấm, không có điện và nước sạch giữa lúc mùa đông lạnh giá đã tràn về. Nga khẳng định các vụ tập kích cơ sở quân sự và năng lượng ở Ukraine là một phần quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt và nhằm đáp trả các hành vi của Kyiv bị tố cáo là tấn công cực đoan. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao ở Washington cho rằng Nga đang chuyển sang dùng các loại đạn cũ kỹ, có tuổi đời hàng thập kỷ và độ chính xác thấp để tấn công ở Ukraine. Lý do vì phía Moscow thiếu hụt vũ khí hiện đại khi cuộc giao tranh đã gần tròn 10 tháng. Quan chức Mỹ giấu tên nói với báo chí ngày 12 tháng 12 rằng Nga đang muốn tận dụng loại đạn có tuổi đời hàng chục năm từ kho dự trữ vũ khí. Điều đó cho thấy Moscow sẵn sàng sử dụng loại đạn cũ hơn, bao gồm loại được sản xuất từ cách đây hơn 40 năm. Quan chức Mỹ đánh giá Nga có thể sẽ sử dụng hết các loại đạn hiện đại vào đầu năm 2023 nếu như không tìm được nguồn bổ sung vũ khí từ nước ngoài.
Chúng tôi đánh giá với mức độ tấn công như hiện nay, Nga có thể sử dụng hết đạn cối và đạn pháo vào đầu năm 2023, quan chức Mỹ đánh giá. Phía Washington cho rằng việc sử dụng loại đạn cũ sẽ khiến vũ khí khai hỏa kém chính xác, dẫn tới nhiều rủi ro. Phía Nga chưa bình luận về các báo cáo nói trên. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev khẳng định, phương Tây đừng tốn công chờ đợi Moscow cạn kiệt vũ khí hiện đại, vì điều đó sẽ không xảy ra. Điện Kremlin cũng bác bỏ việc Nga mua vũ khí nước ngoài để dùng trong xung đột ở Ukraine. Thưa quý vị, một người dẫn chương trình của Netflix vào tháng 10 đã đến Kyiv và phỏng vấn Tổng thống Ukraine Zelensky tại nơi an toàn nhất của thủ đô Kyiv, một nhà ga tàu điện ngầm cách mặt đất khoảng 92 mét. Trong video dài 90 giây đăng trên kênh YouTube của Netflix, Tổng thống Ukraine nói, tất cả chúng tôi ở đây đang bảo vệ sự tự do, bảo vệ đất nước của chúng tôi. Đây là quê hương, là đất nước, là con trẻ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ bảo vệ tất cả những điều thiêng liêng này. Theo Reuters, người dẫn chương trình nổi tiếng Letterman gần đây đã phỏng vấn hàng loạt nhân vật tiếng tăm trên thế giới, trong lúc Netflix mạnh tay chi tiền để sản xuất các nội dung mới, mong muốn thống trị thị trường streaming và đánh bại các phương tiện thông tin truyền thống. Trong video, Tổng thống Zelensky đặt câu hỏi, hiện giờ, ông có nghe thấy còi báo động hay không? Người dẫn chương trình Letterman đáp, có, tôi nghe thấy nó. Vậy chúng ta nên làm gì? Ông Zelensky đáp, không làm gì cả. Bởi vì họ đã ở dưới ga tàu điện ngầm, nơi an toàn bậc nhất Kyiv, ngay cả trong trường hợp xảy ra oanh kích. Ông Zelensky nói thêm rằng, còi báo động đã trở thành chuyện thường ngày ở Ukraine, nhưng không thể chấp nhận nó như một điều bình thường mới. Nhà lãnh đạo Kyiv kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ cho các nỗ lực thiết lập hòa bình ở Ukraine, buộc Nga phải dừng tấn công. Phía Moscow tuyên bố, Nga nhất định sẽ hoàn thành các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Điện Kremlin cũng đề nghị Kyiv tiến hành đàm phán thực chất để giảm bớt đau thương cho người dân. Chuyển sang các tin tức về an ninh, đời sống xã hội. Theo Reuters, một siêu thị khổng lồ ở vùng đô thị Moscow của Nga đã xảy ra hỏa hoạn vào ngày 12 tháng 12. Theo Reuters, đây là đám cháy lớn thứ hai ở khu vực trong chưa đầy một tuần. Lính cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa dữ dội ở khu vực chứa vật liệu xây dựng trong siêu thị thuộc thị trấn Balashikha. Đây là thị trấn nhỏ, có khoảng 500.000 dân, nằm ở ngoại ô thủ đô Moscow. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga đã công bố hình ảnh trên Telegram, cho thấy đám cháy khiến một phần mái nhà sập xuống, khói bốc lên cao. Giới chức cho biết đám cháy bao trùm diện tích 9.000 m2 trước khi được kiểm soát. Hiện Ủy ban điều tra Nga đang tiến hành tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Trước đó, ngày 9 tháng 12, hỏa hoạn cũng bùng phát ở trung tâm mua sắm khổng lồ thuộc vùng ngoại ô Khimki của Moscow, khiến một người thiệt mạng. Ngọn lửa lan rộng đến 7.000 m2 trước khi được khống chế. Thưa quý vị, cảnh sát Peru ngày 12 tháng 12 đã đụng độ với đám đông biểu tình ở một sân bay quốc tế, gây hỗn loạn nghiêm trọng. Theo Reuters, đám đông tiếp tục biểu tình đòi giải thể quốc hội và ngay lập tức tiến hành một cuộc bầu cử dân chủ. Họ không chấp nhận sự điều hành của tân tổng thống Dina Boluarte sau khi cựu lãnh đạo Pedro Castillo bị phế truất và giam giữ. Ngày 12 tháng 12, dòng người đã tuần hành ở sân bay thuộc thành phố Arequipa và khu vực lân cận. Đường băng của sân bay quốc tế Alfredo Rodriguez Balan đã bị đám đông dùng đá chặn lại. Tình huống sau đó trở nên hỗn loạn, khói bốc lên cao và cảnh sát đã sử dụng hơi cay, theo Reuters. Trong một cuộc biểu tình khác, đám đông đổ xuống đường và xâm nhập vào một nhà máy chế biến sữa. Những ngày qua, nhiều người ủng hộ ông Castillo đã kêu gọi Peru tổ chức tổng tuyển cử ngay lập tức, thay vì để bà Boluarte giữ chức tổng thống đến năm 2026. Bà Boluarte tuyên thệ nhậm chức vào tuần trước. Mới đây, bà cho biết sẽ đề nghị quốc hội tiến hành tổng tuyển cử sớm vào tháng 4 năm 2024. Tình hình an ninh ở Peru tiếp tục căng thẳng. Ít nhất 7 người thiệt mạng và 15 người bị thương khi mưa đá trút xuống lễ bế giảng của một trường học ở Bolivia ngày 10 tháng 12. Vụ việc xảy ra ở trường học ở ngôi làng Santiago de Pacharia thuộc thủ đô La Paz. Theo Reuters, trong lúc 24 người tham gia lễ tốt nghiệp thì mưa đá bất ngờ trút xuống. Trận mưa xối xả khiến mái trần bằng kim loại sụp xuống vì không chịu được sức nặng. Hậu quả khiến 7 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Người dân địa phương đã nỗ lực cứu hộ nhưng hậu quả vẫn rất bi thảm. Các nạn nhân được an táng vào ngày 12 tháng 12.
Thưa quý vị, cơn bão mùa đông quét qua bang Idaho của Mỹ vào cuối tuần qua đã để lại lớp tuyết đóng dày hơn 50 cm, cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ báo cáo ngày 11 tháng 12. Bão mùa đông tiếp tục tấn công cả Tây Bắc và Tây Nam nước Mỹ trong ngày 12 tháng 12, khiến nhiệt độ giảm sâu và có mưa lạnh, đặt ra nguy cơ mất điện và giao thông bị gián đoạn. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo, thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng hàng triệu người, từ Idaho đến Wisconsin và xa về phía nam như Arizona hay New Mexico. Tình hình chỉ có thể thuyên giảm từ ngày 15 tháng 12. Cơ quan khí tượng Mỹ cho rằng tuyết và gió mạnh có thể gây nguy hiểm cho việc lái xe. Thậm chí nếu thời tiết chuyển biến quá xấu, việc lưu thông nên ngừng lại hoàn toàn để đảm bảo an toàn. Nhiều trường học ở các bang Idaho, Nam Dakota và Nebraska đã cho học sinh nghỉ ở nhà vào ngày 12 tháng 12 vì lý do thời tiết xấu. Lực lượng tuần duyên Cuba ngày 12 tháng 12 chặn chiếc bè chở hơn 10 công dân nước này đang cố gắng rời khỏi quốc đảo để tới Hoa Kỳ, theo Reuters. Đoạn phim do Reuters ghi lại cho thấy lực lượng tuần duyên Cuba ném áo phao và cố gắng cứu những người trên bè ở ngoài khơi thủ đô Havana. Hai tàu tuần duyên của Cuba sau đó đã kéo chiếc bè trở về đất liền. Theo Reuters, tình trạng suy thoái kinh tế trầm trọng ở Cuba đã khiến làn sóng di cư từ đảo quốc vùng Caribe này tăng lên đột biến. Một số người di cư cố gắng đến Florida trên những con tàu ọp ẹp, trong khi nhiều người khác bay đến Trung Mỹ hoặc Mexico, sau đó đi bộ tới biên giới Hoa Kỳ. Trong năm tài chính 2022, số người Cuba bị chặn lại ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico đã đạt mốc kỷ lục 220.000 người. Đa số họ được phép tạm thời ở lại Mỹ để xin giấy phép nhập cư. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.